tiên tri tiết lộ chấn động, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, có 7 dấu hiệu này, được Phật trời che chở độ trì, vận may liên tục kéo đến, tiền đếm mỏi tay, về già giàu sang sung sướng. Nợ đời cũng muốn trả cho xong, canh cánh khôn nguôi mãi trong lòng, một chút gọi là vay khi trước, bây giờ liệu trả có được không? Quý vị thân mến, cuộc đời vốn là cuộc hành trình dài đằng đẵng cả trăm năm, mỗi con người chúng ta sống trên đời, hành trang mang theo là sự tích góp của việc thiện, của những thành quả mà chúng ta gieo trồng, gặt hái, nợ đời hơn hết ở đây chính là sự nhân quả, triết lý nhân sinh cho con người ở trên cõi đời. Nhân chi sơ tính bản thiện, ai trong chúng ta bản chất thiện căn, thế nhưng để giữ vững tấm lòng trong sạch ấy, đâu cũng do của người, những suy nghĩ của con người. Ta nợ cuộc đời quá nhiều ân tình, ta phải sống thật tốt, sống làm sao để khi nhắm mắt xuôi tay có thể thanh thản mỉm cười. Thử hỏi có bao nhiêu người tại sao từ khi mới sinh ra đã được ở trong gia đình quyền quý, sống trong nhung lụa, điều kiện đầy đủ, nhà đẹp, xe sang, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cũng có những người mới lọt lòng sống trong cảnh cơ cực, bước ra đời từ sớm, bươn trải đủ nghề, nhưng làm mãi vẫn chưa giàu, đã vậy còn nợ nần chồng chất, khổ biết bao giờ mới trả hết nợ đời đây. Tuy nhiên, đời là vô thường, thế sự khó lường. Mới đây sau khi xem lá số tử vi cho từng con giáp, các bậc thầy tử vi phương Đông đã bất ngờ tiết lộ. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, khoảng thời gian trước khó khăn như nào không biết, nhưng Nhâm Dần có 7 dấu hiệu này thì là người được Phật trời che chở. Cuộc sống thay đổi sang một chiều hướng tích cực, đi đâu cũng gặp quý nhân, làm một lãi 10, tiền tiêu ba đời không hết, khiến ai ai cũng kính nể. Vậy, vận trình chi tiết tuổi Nhâm Dần sẽ ra sao? May mắn đến với bạn là gì? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Tiết lộ bí mật động trời, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, có 7 dấu hiệu này là người được Phật trời che chở, hộ trì, về già an nhàn hưởng phú quý. Quý vị thân mến, con cái rồi sẽ có tổ ấm riêng của mình, những người bạn cũ và những người quen đã chuyển đến nơi khác, tệ hơn nữa. Nhiều người lớn tuổi, thân thiết với bạn có thể đã qua đời và bạn đang đối mặt với cô đơn, tuổi già, đừng để sự cô đơn chiến thắng bạn. Bạn có thể thay đổi cuộc sống của mình, trở nên tốt đẹp hơn và tạo cho mình tư duy và thái độ tích cực mà bạn xứng đáng có được. Có rất nhiều điều bạn có thể làm để tránh cô đơn khi bạn già đi, đối phó với sự cô đơn dễ thực hiện hơn bạn tưởng. Một trong những vấn đề lớn nhất của sự cô đơn là nó khiến mọi người bỏ qua sức khỏe và hạnh phúc của mình, cả thể chất và tâm lý. Những người cô đơn thường cảm thấy như thể không có ai quan tâm đến họ, dần dần họ tìm đến rượu, hút thuốc và ăn thức ăn không lành mạnh. Ngoài việc giữ cho mình năng động, hãy tập trung vào sức khỏe, bạn có thể đến phòng tập thể dục hoặc công viên để vận động cùng với mọi người. Một phần tuyệt vời của việc khỏe mạnh là kích thích não, điều này giữ cho nó hoạt động và cảm thấy trẻ ra. Quan trọng hơn, não của bạn sẽ bắt đầu tiết ra các hormone, khiến bạn cảm thấy tích cực về bản thân. Khi các hormone này bắt đầu hoạt động, bạn sẽ cảm thấy tích cực hơn và kiểm soát được cơ thể mình nhiều hơn. Điều này mang lại cho bạn năng lượng cần thiết để tập trung và sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra trong cuộc sống của bạn. Khi lớn tuổi, họ bắt đầu nghĩ về những gì họ đã làm với cuộc đời mình, họ bắt đầu tự hỏi liệu họ đã làm những điều đúng đắn. Một số thậm chí có thể nghĩ về những gì họ ước có thể làm được, điều này chỉ khiến mọi người cảm thấy cô đơn hơn, khi họ bắt đầu cảm thấy như thể họ đang khiến mọi người thất vọng. Bạn phải chấp nhận cuộc sống của mình nhiều hơn, nhưng quan trọng hơn, bạn phải thừa nhận và tôn trọng tất cả những điều tuyệt vời mà bạn có. Nhìn vào những thứ như cách bạn có, nhiều người bạn tuyệt vời trong cuộc sống của mình, hoặc bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình trong sự nghiệp. Hãy nghĩ xem bạn có những sở thích tuyệt vời như thế nào, hoặc bạn có nhiều sự kiện và hoạt động trong cuộc sống đáng mong đợi. Không mất nhiều thời gian để nghĩ về những điều tích cực, tuyệt vời trong cuộc sống. Nhìn lại những gì bạn đã làm trong quá khứ và bạn sẽ thấy không khó để đạt được nhiều hơn trong cuộc sống khi bạn cảm thấy tự tin và tích cực về bản thân. Trước khi đi vào lá số cải vận cho cô bác Nhâm Dần, ta cùng tìm hiểu sơ lược về cá tính của tuổi Nhâm Dần mệnh số giàu sang. Trong khi có 7 dấu hiệu được Phật che chở hộ trì tới đây, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hãy cùng các nhà chiêm tinh học tìm hiểu một chút về vận số cuộc đời tuổi Nhâm Dần để thấu hiểu vận số năm 2024 và đường đời vận mệnh về sau của cô bác Nhâm Dần 1962 nhé. Quý vị thân mến, theo tử vi, tuổi Nhâm Dần, họ rất giỏi giao tiếp và là cảm hứng cho tất cả mọi người. Họ thích được hoạt động và thử những điều mới. Rủi ro không phải là một vấn đề đối với họ, Nhâm Dần sẽ hộ mệnh, bảo vệ và truyền cảm hứng cho mọi người khi Nhâm Dần thực hiện bất cứ điều gì. Người tuổi Nhâm Dần có thể hay ngạc nhiên, nghi ngờ và thiếu kiên nhẫn, Nhâm Dần sẽ chạy theo một xu hướng nào đó, và sau đó sẽ đình trệ lại và thiếu quyết đoán trong những bước tiếp theo. Khi Nhâm Dần cảm thấy bị xúc phạm,
Nhâm Dần thậm chí có thể tìm cách trả thù. Người tuổi Nhâm Dần vốn lãng mạn, Nhâm Dần là những người quyến rũ nhất trong 12 con giáp, cũng là những người đồng nghiệp tốt nhất, mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Nhâm Dần sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Tuổi Nhâm Dần là những con người thời hiện đại, nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống. Nhâm Dần rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm, thì tuổi Nhâm Dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó. Nhâm Dần không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc. Bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của Nhâm Dần là rất hiếm. Là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui, họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu, làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới thuộc nhóm này tính cách rất nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng ngoài lạnh, Nhâm Dần cũng có phần nữ tính, do dự, không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm, nữ giới là những người mạnh mẽ và khó có thể thao túng. Những người tuổi Nhâm Dần mệnh kim luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Nhâm Dần sẽ hoàn thành công việc nơi công sở chứ không mang về nhà, căn nhà là thánh địa của gia đình. Nhâm Dần không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Với một nửa của mình, những người này luôn dịu dàng và biết cảm thông, chia sẻ. Có điều Nhâm Dần khá trầm lặng và không biết nói những lời mật ngọt, nên đôi khi khiến đối phương không cảm nhận được tình cảm cháy bỏng đó. Người tuổi Nhâm Dần mệnh kim có một nhược điểm chính là cố chấp, không chịu nghe lời khuyên bảo, góp ý của mọi người. Trên thực tế, do tính cách có phần bốc đồng, nên họ rất cần một người đứng sau chỉ rõ đúng sai, đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Người cầm tinh con hổ đều khá đam mê quyền lực, có tham vọng rất lớn. Nếu xác định mục tiêu và nỗ lực không ngừng, thì chắc chắn họ sẽ là những người cực kỳ thành công trong xã hội. Mang mệnh kim, những con hổ này rất có tài xã giao, đặc biệt làm rất tốt các mối quan hệ trong công việc, họ được đồng nghiệp yêu quý, đối tác tin tưởng, công việc thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên, chớ thấy vận số tốt đẹp mà lơi lỏng ý chí, lười biếng nghỉ ngơi. Khi làm việc, nên tập trung chú ý, không suy nghĩ viển vông, tham gia nhiều cuộc thi, chớp lấy từng cơ hội vụt qua trước mắt, sẽ giúp cho tỷ lệ thành công cao hơn rất nhiều. Người này nếu có buồn khổ thì chủ yếu thường là do chuyện tình cảm không như ý. Nam giới mệnh này hay đau đầu vì nửa kia tính tình thất thường, buồn vui bất chợt, nhưng chỉ cần bạn nhẫn nại hơn, thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn nữa, thì hôn nhân sẽ bớt đi rất nhiều sóng gió. Nữ giới mệnh này hay nóng giận, bực tức vì chuyện gia đình, vì hành động của người thân, con cái không nghe lời, khiến họ vô cùng tức giận, dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa mẹ và con, đã thế chồng họ lại thường phải đi công tác xa nhà, nên cảm giác bất an ngày càng gia tăng. Bạn nên học cách tin tưởng mọi người, đừng suy nghĩ, nghi kỵ quá nhiều, quan tâm vừa phải chứ đừng xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Với nửa kia của mình, hãy thể hiện nét dịu dàng nữ tính, lạt mềm buộc chặt, có thể hôn nhân mới bền vững lâu dài. Chuyện tiền bạc cần minh bạch rõ ràng, nhất là khi cho vay mượn để tránh sau này nảy sinh tranh chấp, mất đi tình cảm quý báu giữa anh em, bè bạn. Khi nói chuyện với mọi người, hãy tập trung lắng nghe, rút ra cho mình những bài học, kinh nghiệm quý báu, đồng thời cùng mọi người bàn bạc, thương lượng các vấn đề hệ trọng trước khi hành động. Vận mệnh người tuổi Nhâm Dần về sự nghiệp phát triển khá rực rỡ, tài sản cũng sung túc, dồi dào, làm việc khổ cực, vất vả là mệnh số không thể tránh, song hãy luôn ghi nhớ chớ lỗ mãng hành sự để giảm thiểu thất thoát không đáng có. Tuổi Nhâm Dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm, họ thật thà, chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi Hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Tuổi Nhâm Dần yêu thích không gian trong lành, yên bình, rộng mở của thiên nhiên. Thời còn trẻ, những người này thường có những chuyến du lịch xa để khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ trong cuộc sống. Họ lạc quan, yêu đời như những đứa trẻ, lúc nào cũng cười nói, hồn nhiên, không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Những người này khá hào phóng, đôi khi chi tiêu một cách hoang phí, không có kế hoạch. Bởi vậy, tuổi Nhâm Dần nhiều lần gặp phải túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ thích được thể hiện những tài năng của bản thân mình, muốn nhận được sự tán dương, khen ngợi của mọi người. Ngay từ khi sinh ra, người này đã bị ảnh hưởng bởi quyền lực, vì vậy họ luôn cố gắng vươn lên đạt vị trí đứng đầu trong cuộc chơi. Tuổi Nhâm Dần sẽ không chịu thua kém, khuất phục bất kỳ ai. Tuổi Nhâm Dần khi hứa điều gì, nhất định họ sẽ thực hiện, dù có gặp phải nhiều khó khăn,
rắc rối cũng sẽ không bỏ cuộc. Họ đặt danh dự, uy tín của mình lên hàng đầu. Bởi vậy, tuổi Nhâm Dần luôn được mọi người xung quanh tin tưởng, yêu quý. Trong cuộc sống, họ là những người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn cần những lời khuyên từ mọi người. Tuổi Nhâm Dần có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình. Bởi vậy, những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời cơ. Họ là những người khá quyết đoán, dám nghĩ dám làm, không bao giờ tin vào số phận hay may mắn, dù có khó khăn. Gặp phải thất bại, tuổi Nhâm Dần cũng sẽ nhanh chóng lấy lại tinh thần chiến đấu, không bao giờ chịu đầu hàng trước thử thách. Tuổi Nhâm Dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhờ vào tài năng lãnh đạo, tổ chức của mình mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng. Được mọi người tin tưởng, yêu quý, tuổi Nhâm Dần khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Bình thường, những người này khá hài hước và hiền lành, nhưng một khi cơn nóng giận nổi lên, tuổi Nhâm Dần sẽ khó có thể kiềm chế bản thân mình được. Không ít lần cơn nóng giận ấy khiến họ mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, nhưng suy cho cùng, đó đã là bản chất, tuổi Nhâm Dần khó có thể khắc phục được. Điều mà những người tuổi Nhâm Dần phải mất cả đời để học, đó là cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó. Mỗi cơn nóng giận đi qua, hậu quả nó để lại không thể lường trước. Có lúc họ vô tư yêu đời lạ thường, nhưng cũng có lúc tuổi Nhâm Dần chán nản, buồn phiền. Trên phương diện tình bạn, người tuổi Nhâm Dần dễ dàng kết bạn được với những người tuổi Hợi, bởi lợn hiền lành, nhường nhịn, sẽ không bao giờ khiến hổ phải tức giận. Trên phương diện đối tác làm ăn, tuổi Nhâm Dần có thể hợp tác với người tuổi Tuất, tạo nên một mối quan hệ gắn bó, lâu dài, dựa trên sự trung thành, tin tưởng lẫn nhau. Khi mới trưởng thành, tuổi Nhâm Dần sẽ gặp phải nhiều khó khăn, gian khổ trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu kiên trì quyết tâm vượt qua, họ sẽ đạt được quyền lực, địa vị cao trong xã hội. Muốn vượt qua được khó khăn, người này cần phải bình tĩnh, suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định và lắng nghe lời khuyên của mọi người. Những công việc càng thử thách, nguy hiểm càng hấp dẫn được người tuổi Nhâm Dần. Họ muốn chinh phục vinh quang bằng cách làm những việc không ai có thể thành công. Tuổi Nhâm Dần phù hợp với những công việc tổ chức, quản lý người khác. Họ luôn biết cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, đem lại hiệu quả cao. Cả cuộc đời, họ tâm huyết, chăm chỉ làm việc không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Nhâm Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra, tuổi Nhâm Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Tuổi Nhâm Dần yêu một cách hết mình, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Họ yêu bằng trái tim và cảm xúc thật của mình, chân thành và trung thủy. Tuổi Nhâm Dần luôn đem lại niềm vui, tiếng cười cho người yêu bằng sự hài hước, thân thiện của mình. Họ biết cách làm mới tình yêu, hết lòng vun đắp, xây dựng một mối tình trọn vẹn, dài lâu. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần khá mơ mộng, họ thích những tình yêu giống trong phim ảnh hay trong các câu chuyện cổ tích. Cô ấy khá thông minh, biết cách kiểm soát cảm xúc tình yêu của mình ở mức độ vừa phải, không quá mù quáng. Tuy nhiên, những cô nàng này dễ bị tổn thương, những sai lầm nhỏ của đối phương cũng khiến họ cảm thấy đau khổ, buồn bã. Họ thích hưởng thụ cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc lập gia đình. Bởi vậy mà phụ nữ tuổi Nhâm Dần kết hôn ở độ tuổi khá muộn. Dù khi đã lập gia đình, họ vẫn mong muốn duy trì một cuộc hôn nhân lãng mạn, thủy chung. Cô ấy sẽ luôn mang lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình, là người phụ nữ có trách nhiệm với con cái. Đàn ông tuổi Nhâm Dần khi yêu rất mãnh liệt và ngọt ngào. Họ biết cách lắng nghe, chia sẻ, nhường nhịn một nửa của mình, luôn sẵn sàng làm mọi thứ để người yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Đàn ông tuổi Nhâm Dần là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái. Họ thích chiếm hữu đối phương bởi sự đa nghi của mình. Đôi lúc đàn ông tuổi Nhâm Dần cũng ghen tuông một cách mù quáng, vô lý. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Nhâm Dần thường rất gia trưởng, luôn muốn người khác phải nghe theo sự chỉ đạo của mình, càng chung sống lâu dài. Tính cách này càng bộc lộ rõ, họ có thể tức giận, nhưng chỉ cần một câu nói nịnh bợ, ngon ngọt cũng đủ làm dịu đi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng họ. Nếu bạn nghiêm túc muốn kết hôn với một anh chàng tuổi Nhâm Dần, bạn cần phải thông minh, khéo léo, ứng xử hợp lý. Mối quan hệ đó sẽ dài lâu nếu như hai người đã có thời gian tìm hiểu, yêu thương, gắn bó với nhau. Và theo tử vi, khi có 7 dấu hiệu được Phật che chở, hộ trì, tuổi Nhâm Dần sẽ đón nhận những vận may nào và những điểm hung bạn cần tránh là gì? Hãy cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Vận khí của người tuổi Nhâm Dần lên xuống khá thất thường, có thăng, có trầm, có tốt, có xấu. Bản mệnh được tam hợp quý nhân nâng đỡ, nhiều phúc tinh cao chiếu, nên những khó khăn tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, làm việc thuận lợi, mọi thứ có tiến triển tích cực. Tuy nhiên, con giáp này lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, nên làm gì cũng phải dè chừng, đảm bảo kết quả thành công mỹ mãn,
Trái lại, vội vàng hấp tấp chỉ khiến bản thân chuốc lấy thất bại. Tháng này, bản mệnh có tài tinh chiếu mệnh nên thu nhập có sự cải thiện nhất định. Tuy nhiên, do vận khí bấp bênh nên vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đầu tư ồ ạt ở quy mô quá lớn, kẻo lợi bất cập hại, làm gì cũng phải biết điểm dừng kẻo tham thì thâm. Tử vi 12 con giáp dự báo rằng, phương diện tình cảm của Nhâm Dần trong những năm tháng sau này có nhiều khởi sắc, tam hợp cục mở ra nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Đặc biệt cho người độc thân, bản mệnh càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Tuy nhiên, sức khỏe trong tháng không được thuận lợi cho lắm, có hung tinh chiếu mệnh khiến thể trạng sa sút. Tuổi Nhâm Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết, dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên cẩn thận khi đi lại, đề phòng tai nạn và vấp bị thương. Dưới sự trợ giúp của tam hợp, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần có những bước tiến nhất định. Bản mệnh tìm được thời điểm thích hợp để khẳng định năng lực của mình, từ đó nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nhiều nhiệm vụ mà bạn được phân công sẽ gặt hái được thành tích tốt, kể cả với người đã đi làm hay người vẫn đang theo đuổi con đường học hành, thi cử. Quan hệ xã giao hài hòa cũng là yếu tố thuận lợi giúp bạn đạt được thành công một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ, định hướng cho bạn. Tuy nhiên, con giáp này cần phải nhận thức được rằng mình cũng có những điểm yếu cần phải sửa đổi, ví dụ như tính cách nông nổi, cả thèm chóng chán của mình. Bạn nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, nếu có thể thì hãy tham khảo ý kiến của những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình. Các tinh hữu bật dường như cũng góp phần mang đến may mắn cho bản mệnh. Bạn có thể gặp gỡ được quý nhân ngay trong tháng này, khi ấy, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe nhiều hơn. Nếu làm được như vậy, bạn sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm đáng quý, giúp ích nhiều cho sự nghiệp sau này. Tử vi về tài lộc tuổi Nhâm Dần, khi có 7 dấu hiệu được Phật che chở, hộ trì. Gặp được nhiều yếu tố thuận lợi, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần cũng sẽ có những bước tiến nhất định trong khi có 7 dấu hiệu được Phật che chở hộ trì này. Nhờ có bản tính quyết đoán, nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm, mà bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được cơ hội, kiếm được khoản tiền lời lãi lớn hơn những người đi sau. Có tam hợp trợ giúp, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ xã giao, ký kết những hợp đồng làm ăn phù hợp. Bạn có thể làm quen được với những đối tác đầy triển vọng, đôi bên có chung mục đích đến nên việc hợp tác cũng trở nên trôi chảy hơn, giúp cả hai đều đạt được mục tiêu đặt ra từ ban đầu. Bản mệnh thậm chí là con giáp kiếm tiền thuận lợi từ giờ đến cuối năm. Các tinh trường sinh cho thấy, bạn càng tập trung bao nhiêu thì thành quả đạt được sẽ càng đáng mừng bấy nhiêu. Quan trọng là bạn cần phải giữ được sự điềm tĩnh, chớ hành động nông nổi gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Hình tượng bạn xây dựng càng điềm tĩnh, chắc chắn bao nhiêu thì số lượng những người tin tưởng và quyết định xây dựng quan hệ với bạn càng nhiều bấy nhiêu. Tuy nhiên, tháng này tài lộc của tuổi Nhâm Dần không chỉ thu vào mà còn cần phải chi ra. Tình hình sức khỏe đi xuống là nguyên nhân khiến bạn phải tốn kém tiền bạc để chạy chữa. Vì vậy, cách tiết kiệm tốt nhất chính là quan tâm đến sức khỏe của mình, tránh làm việc quá sức hay suy nghĩ quá nhiều, khiến cơ thể mau chóng mệt mỏi. Tử vi sức khỏe tuổi Nhâm Dần, khi có 7 dấu hiệu được Phật che chở hộ trì năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi tháng này, Nhâm Dần có hung tinh Thiên Nguyệt chiếu mệnh, lại không được Nguyệt lệnh ủng hộ, nên sức khỏe có phần sa sút, khó đoán. Thể trạng không lý tưởng, tuổi Nhâm Dần có thể chịu ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, chán ăn, rối loạn giấc ngủ. Bản mệnh còn chịu tác động của hung tinh Bạch Hổ, dễ vướng phải những xui xẻo như té ngã, bị các vật nhọn đâm dẫn tới họa huyết quang. Bản mệnh sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, để dao kéo vào chỗ kín, hạn chế tai nạn bất ngờ có thể xảy ra. Tử vi tình duyên tuổi Nhâm Dần, khi có 7 dấu hiệu được Phật che chở hộ trì năm Giáp Thìn 2024. Khi có 7 dấu hiệu được Phật che chở hộ trì này, nhân duyên rộng mở nhờ tam hợp nâng đỡ, phương diện tình cảm của bản mệnh cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc tích cực. Cục diện thái tuế này mở ra nhiều cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng rất có tiềm năng cho người độc thân. Sức hút của bạn lan tỏa, đi đâu cũng được mọi người dành sự yêu mến, ngưỡng mộ. Người độc thân càng chủ động trong các mối quan hệ thì càng dễ gặp may, sớm tìm được người chung lối. Song, tính tình người tuổi Nhâm Dần đôi khi mạnh mẽ quá mức cần thiết, cũng có xu hướng áp đặt người khác, bảo thủ và kén chọn trong chuyện tình cảm. Với những ai hiểu bạn thì không sao, người không hiểu sẽ cho rằng bạn chảnh, không tôn trọng họ, gây ấn tượng xấu. Bạn nên điều chỉnh lại bản thân ở mặt này để nhân duyên vẽ lối dẫn đường. Trái ngược với người độc thân, tình cảm lứa đôi vẫn tồn tại nhiều bấp bênh, chưa thể ổn định được. Nguyệt lệnh lâm tuyệt khiến tính tình con giáp này có phần cứng nhắc, suy nghĩ bế tắc,
không thông suốt, tâm hồn khô cằn, thiếu sự lãng mạn là rào cản lớn khiến tình yêu đôi lứa gặp trở ngại. Vì vậy, hai bạn nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và hiểu nhau hơn. Người đang trong quá trình tìm hiểu nếu tính chuyện hôn nhân lúc này chưa phù hợp, nên cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống đầy biến động và thách thức, có một phẩm chất mà mỗi người chúng ta cần phải trau dồi và gìn giữ, đó chính là lòng kiên trì. Lòng kiên trì không chỉ là sự bền bỉ, nhẫn nại trong công việc và cuộc sống hàng ngày, mà còn là yếu tố quan trọng giúp chúng ta vượt qua những thử thách, gian nan để đạt được thành công và hạnh phúc. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao có người dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách, họ vẫn có thể vươn lên và đạt được những thành tựu đáng ngưỡng mộ? Bí quyết nằm ở lòng kiên trì, sự quyết tâm không từ bỏ mục tiêu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Lòng kiên trì giúp chúng ta học được cách chấp nhận và vượt qua thất bại. Thất bại không phải là điểm dừng mà là những bài học quý giá, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và con đường mình đang đi. Thay vì nản lòng trước khó khăn, chúng ta hãy xem những trở ngại như những thử thách để rèn luyện bản lĩnh, từ đó trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Cuộc sống không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng, sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản, thậm chí muốn từ bỏ. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi bước chân kiên trì, mỗi nỗ lực không ngừng nghỉ đều đưa chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Thành công không đến từ may mắn, mà là kết quả của sự bền bỉ kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ. Những tấm gương sáng về lòng kiên trì xung quanh chúng ta là nguồn cảm hứng vô tận. Hãy nhìn vào những người đã vượt qua bao khó khăn để đạt được ước mơ của mình. Họ không ngừng học hỏi, không ngừng phấn đấu và luôn tin tưởng vào bản thân. Chính lòng kiên trì đã giúp họ biến ước mơ thành hiện thực. Chúng ta cũng hãy học cách kiên trì từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hãy kiên trì học hỏi, kiên trì rèn luyện sức khỏe, kiên trì làm việc và kiên trì theo đuổi đam mê. Mỗi ngày trôi qua, mỗi việc chúng ta làm đều đóng góp vào hành trình chinh phục mục tiêu. Đừng bao giờ nản lòng trước khó khăn, hãy tin rằng mỗi nỗ lực của chúng ta đều có giá trị. Kính thưa quý vị, lòng kiên trì là sức mạnh vô hình giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, chinh phục mọi mục tiêu và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống. Hãy luôn giữ vững lòng kiên trì, tin tưởng vào bản thân và không ngừng nỗ lực. Thành công đang chờ đợi chúng ta ở phía trước và chúng ta sẽ đạt được điều đó nếu không bao giờ từ bỏ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị luôn kiên trì, mạnh mẽ và thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.